Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nói đến vị danh tướng thời Tam Quốc là Quan Vũ, không ai là không biết. Một chiến tướng oai phong lẫm liệt, nổi tiếng với tấm lòng chủ nghĩa sắc son trước sau như một. Về công lao, Quan Vũ cùng Lưu Bị đánh Nam dẹp Bắc hơn 30 năm, có công trấn thủ Kinh Châu nhiều năm. Về lòng chủ nghĩa, khi quân chủ Lưu Bị sống chết chưa rõ, Quan Vũ cũng không vì hậu đãi của Tào Tháo mà thay lòng đổi dạ, vẫn luôn một lòng theo phò trợ Lưu Bị. Nếu như vậy thì dù là quân chủ Lưu Bị hay con cháu của Lưu Bị phải nên cảm kích, biết ơn Quan Vũ và đối xử tốt với ông. Thế nhưng khi võ tướng uy trấn thiên hạ này qua đời, hậu chủ Lưu Thiện lại ban cho thụy hiệu là Ác Thụy, mang nghĩa là hạ thấp, của trách, coi thường. Vậy tại sao Lưu Thiện lại sỉ nhục Quan Vũ như vậy? Liệu có phải do việc võ tướng Quan Vũ để mất Kinh Châu hay không? Quý vị hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Thời kỳ Tam Quốc đỉnh lập, dấu mốc thay đổi lớn nhất với Thục Quốc là khi Quan Vũ thất thủ Kinh Châu và mất mạng. Kết cục dẫn đến việc Lưu Bị vì muốn báo thù cho Quan Vũ đã khơi mào cuộc chiến Di Lăng, sau đó thất bại. Nhà Thục từ đó bắt đầu rơi vào con đường diệt vong. Lưu Thiện không thích Quan Vũ bởi vì Lưu Thiện cho rằng Quan Vũ là nguyên nhân gián tiếp hại chết Lưu Bị và khiến nhà Thục rơi vào con đường suy tàn. Nhưng liệu mọi chuyện có phải đều là lỗi của Quan Vũ hay không? Tất nhiên là không phải. Quan Vũ thất thủ Kinh Châu cho thấy rằng chiến lược lúc bấy giờ đã có vấn đề, cho nên Lưu Bị và những người khác cũng không thể không liên quan. Quan Vũ, tự Vân Trường, trong thời gian bạo loạn khởi nghĩa Khăn Vàng đã nương nhờ Lưu Bị, là nguyên lão hàng thật giá thật trong trận doanh tập đoàn Lưu Bị. Về sự dũng mãnh, Quan Vũ có thể chém đầu tướng địch trong vạn quân. Về mưu trí, Quan Vũ được xem như một danh tướng trong thời kỳ Tam Quốc. Về quan hệ với Lưu Bị, Quan Vũ từng cùng Lưu Bị ngủ chung một giường, tình như huynh đệ, tình cảm sâu sắc, hòa hợp. Về địa vị, sau khi Lưu Bị trở thành Hán Trung Vương, Quan Vũ được phong lên Tả Tướng Quân, ban cho Giả Tiết Việt, đại diện cho sự có mặt của Hoàng đế. Nếu đại thần nắm trong tay Giả Tiết Việt, tức là thay mặt Hoàng đế, tượng trưng cho Hoàng đế và quốc gia, có quyền lực xử lý tương đương với Hoàng đế. Nếu như vậy, thì dù là Lưu Bị hay con cháu của Lưu Bị phải nên cảm kích, biết ơn Quan Vũ, đối xử tốt với ông. Song con trai của Lưu Bị, cũng tức là hậu chủ Lưu Thiện, lại trắng trợn hạ thấp ông. Tại sao lại có chuyện như thế? Việc này phải kể ngược lại năm Cảnh Huy thứ 3, tức năm 260 Công Nguyên. Khi ấy, hậu chủ Lưu Thiện ra phong thụy hiệu, tên sau khi mất cho 5 người là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung và Triệu Vân. Theo đó, Trương Phi được phong Hoàn Hầu, chữ Hoàn có nghĩa là mở rộng bờ cõi, lãnh thổ. Mã Siêu là Uy Hầu, Hoàng Trung là Cương Hầu. Chữ Uy và chữ Cương đều để chỉ sự dũng mãnh, cương nghị. Triệu Vân được phong là Thuận Bình Hầu. Hai chữ Thuận Bình là để chỉ tính cách con người Triệu Vân, rộng lượng, nhân từ, ôn hòa, nhưng khi làm việc lại nghiêm cẩn, tỉ mỉ, có thứ tự. Điều đó cho thấy cả bốn vị tướng đều được phong thụy hiệu tốt đẹp. Dĩ nhiên là công lao của bốn vị tướng lĩnh cũng xứng đáng với thụy hiệu được truy phong. Suy cho cùng, Trương Phi cũng từng gầm một tiếng trên cầu Dương Kiều, dựa vào 20 kỵ binh để ngăn cản 5.000 quân Hùng Hán, từng mưu trí đánh bại Trương Cáp, lập công lớn trong trận Hán Trung. Còn Mã Siêu dọa cho Lưu Trương phải sợ hãi cúi đầu, giúp Lưu Bị giành được Ích Châu. Hoàng Trung chém đầu danh tướng nhà Ngụy là Hạ Hầu Uyên. Triệu Vân về đối nội từng cứu hai vị ấu chủ. Đối ngoại thì chiến tích lẫy lừng, nhưng dù là về chiến công hay uy danh thì Quan Vũ đều hơn hẳn bốn người kia. Nhưng ông lại bị truy phong Ác Thụy. Bấy giờ, thụy hiệu được phân thành ba loại, bao gồm thụy hiệu tốt, bình thường và ác thụy. Trong đó, ác thụy mang nghĩa hạ thấp, của trách nhất, không ai mong muốn. Thụy hiệu Tráng Mậu Hầu của Quan Vũ chính là một cái ác thụy như thế. Chữ Tráng trong thụy hiệu dù không mang nghĩa xấu, nhưng chữ Mậu lại mang ý nghĩa cực kỳ xấu. Mậu trong câu, võ công bất thành viết mậu, võ nhi bất toại viết mậu, danh dữ thực sản viết mậu, có nghĩa là võ công không giỏi gọi là mậu, võ không tài giỏi gọi là mậu, danh không giống thực gọi là mậu. Vì sao Lưu Thiện lại ban một chữ không hay như thế này cho thụy hiệu của Quan Vũ? Về câu hỏi này, có một số quan điểm như sau. Thứ nhất, Quan Vũ đánh mất Kinh Châu,
khiến cho Long Trung đối sách tan thành bọt nước, ảnh hưởng đến sự phát triển và lớn mạnh của nhà Thục Hán. Cùng lúc bị hơn chục danh tướng và mưu sĩ của hai phía Tào Ngụy và Đông Ngô nhắm vào, nên việc Quan Vũ đánh mất Kinh Châu cũng là điều dễ hiểu. Thực tế là như thế, song người gây ra họa này chính là Quan Vũ, chứ không phải ai khác. Theo ghi chép, ban đầu Tôn Quyền cử sứ giả sang hỏi cưới con gái Quan Vũ cho con trai mình. Quan Vũ mắng nhiếc sứ giả, không chấp nhận hôn ước, khiến Tôn Quyền tức giận. Tôn Quyền vốn dĩ muốn thông qua việc liên hôn, củng cố quan hệ liên minh Tôn Lưu. Nhưng Quan Vũ lại đi đắc tội với Tôn Quyền. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Chính Quan Vũ phát động trận tương phản. Vì lương thảo không đủ, liền tự ý lấy hai kho lương của Tôn Quyền. Mà Tôn Quyền dù gì cũng là quân chủ Giang Đông. Bị làm nhục như vậy, dù ban đầu ông ta không có ý cầu kết với Tào Tháo, thì cũng sẽ bị ép phải chọn con đường như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc liên minh Tôn, Tào là do một tay Quan Vũ góp sức mà thành. Kết cục của hành động ấy chính là việc không những không công hạ được Tương Dương và Phàn Thành, ngược lại còn mất luôn Nam Quận, dẫn đến việc thế lực của nhà Thục Hán bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi Kinh Châu. Đến lúc này, lòng trùng đối sách mà Gia Cát Lượng vạch ra khi xuống núi cũng theo đó mà tan thành bọt biển, gián tiếp hủy hoại luôn hy vọng trở thành bá chủ Trung Nguyên của nhà Thục Hán. Quan Vũ đẩy đồng minh sang phe đối lập, gây ra ảnh hưởng đến sự phát triển lớn mạnh của nhà Thục Hán. Làm sao mà Lưu Thiện không thể hạ thấp, coi thường Quan Vũ? Thứ hai, gián tiếp hại chết Lưu Bị và Trương Phi. Sau khi Quan Vũ bị bắt giết, Lưu Bị hoàn thành chuyện xưng đế, bất chấp lời khuyên can của tất cả mọi người, kiên quyết khởi binh, phát động trận Di Lăng. Dù rằng thời kỳ đầu chiến sự, Thục Quốc tiến công thế như trẻ tre, nhưng đến tháng 6 năm sau, Lục Tốn châm lửa thiêu cháy doanh trại, khiến thế cục thay đổi hoàn toàn. Lưu Bị mấy lần thoát chết, nhưng sau cùng phải ủy thác tại Bạch Đế Thành, đến khi chết vẫn không thể quay về thành đô. Dù rằng việc này không có liên quan trực tiếp đến Quan Vũ, nhưng danh nghĩa xuất binh của Lưu Bị lại chính là vì báo thù cho Quan Vũ. Hơn nữa, cho dù mục đích thật sự của Lưu Bị là gì đi nữa, nếu như Quan Vũ không đánh mất Kinh Châu, hay thậm chí Quan Vũ không bị bắt giết, thì Lưu Bị cũng sẽ không cần đích thân ra trận. Về sau cũng sẽ không chết vì bệnh ở hành cung Vĩnh An. Ngoài Lưu Bị, cha ruột của Lưu Thiện ra, còn có Trương Phi là cha vợ của Lưu Thiện, cũng bởi vì báo thù cho Quan Vũ mà chết. Trong Tam Quốc Chí, Trương Phi truyền có ghi chép rằng Tiên Chủ phạt Ngô, Trương Phi thống lĩnh hơn vạn binh, đi từ Lãng Trung đến Giang Châu, hội quân với Lưu Bị. Lúc gần xuất phát, bị hạ tướng dưới trướng là Trương Đạt ám hại giết chết. Trương Đạt mang theo thủ cấp của Trương Phi, xuôi sông trốn sang Ngô xin hàng Tôn Quyền. Quan Vũ gián tiếp gây ra cái chết của cha ruột và cha vợ của Lưu Thiện. Dù cho chuyện này chính Quan Vũ cũng không thể tự mình quyết định được, nhưng cũng chính bởi vì ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. Cho nên, ấn tượng của Lưu Thiện với Quan Vũ lại càng xấu thêm. Thứ ba, Quan Vũ cương trực mà tự kiêu. Tuy không bội phục, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Quan Vũ là người cực kỳ hiếu thắng, kiêu căng tự đại, không chịu được việc có người khác giỏi hơn mình, lại không tôn trọng cấp trên. Trước mặt Lưu Bị, vẫn dám thẳng thừng trách mắng. Trong Tam Quốc Chí tập chú có nhắc đến rằng, khi Lưu Bị thua ở Đương Dương Trường Bàn, lúc trên thuyền về Giang Hạ, Quan Vũ ở ngay trước mặt mọi người của mắng chủ công Lưu Bị rằng: "Ban đầu, lúc bao vây ở Hứa Đô, ta đã đề nghị rằng phải giết Tào Tháo, huynh lại cứ ngăn. Bây giờ thì hay chưa? Một người mà đến Lưu Bị cũng không kính trọng. Vậy đối mặt với Lưu Thiện, thái độ của Quan Vũ chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Người như vậy, cho dù công lao lớn đến đâu, hay dù Lưu Thiện có độ lượng hơn nữa, trời sinh nhân ái thông minh hơn nữa, ấn tượng với Quan Vũ cũng khó có thể trở nên tốt đẹp." Hiển nhiên, Quan Vũ là bậc nguyên lão trong tập đoàn chính trị Thục Hán, có tình cảm sâu sắc với Lưu Bị, có công lao, chịu gian khổ, lòng trung nghĩa của ông lại càng không cần phải nghi ngờ gì. Tuy nhiên, xét về những việc ông đã làm như vừa đánh mất Kinh Châu, khiến lòng trung đối sách tan thành bọt nước, vừa là người gián tiếp gây ra cái chết của Lưu Bị và Trương Phi, cộng thêm thái độ đối nhân xử thế không khéo của Quan Vũ, việc hậu chủ Lưu Thiện ban ác thụy cho ông cũng là một việc không có gì quá khó hiểu.
Quý vị thân mến, Quan Vũ là danh tướng của Thục Hán thời kỳ Tam Quốc, từng chém được Hoa Hùng, Nhan Lương, Văn Xú, đi theo Lưu Bị đánh Nam dẹp Bắc, từng được ba thế lực lớn trong thiên hạ lôi kéo và kiêng dè. Cái chết của Quan Vũ khiến người ta nhìn thấu trăm vẻ của con người, có người vui mừng, có người đau đớn, có người khinh thường và có người cảm khái. Thế nhưng nhìn vào thái độ của vị quân sư Gia Cát Lượng trước cái chết của Quan Vũ khiến nhiều người không khỏi nghi hoặc. Vậy khi mất đi vị tướng uy dũng này, Khổng Minh đã thể hiện thái độ như thế nào? Các bạn hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thái độ của quân thần Thục Hán sau khi Quan Vũ chết. Theo miêu tả trong Tam Quốc diễn nghĩa, khi Quan Vũ bại trận bỏ mình, Lưu Bị ở thành đô xa xôi không hề biết việc này. Ngay trong đêm hôm đó, Lưu Bị còn đang xử lý công văn, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Quan Vũ đứng dưới đèn. Lưu Bị còn tưởng Quan Vũ đến bẩm báo, còn cố tình đùa với Quan Vũ. Hai huynh đệ ta quen nhau đã nhiều năm như vậy rồi, sớm đã không còn khác biệt quân thần. Cớ sao hiền đệ còn phải giữ lễ? Lưu Bị vừa nói xong, chỉ thấy bóng dáng của Quan Vũ hô to: "Huynh trưởng, xin báo thù cho ta!" Sau đó Quan Vũ biến mất, không còn bóng dáng. Lưu Bị ngẩn ngơ, còn tưởng mình nằm mơ nên cũng chẳng hề để ý. Nhưng 3 ngày sau, ông nhận được tin Quan Vũ bại trận tại Kinh Châu, lại không thấy tăm hơi Quan Vũ. Sau 2 ngày cuối cùng cũng biết tin Quan Vũ bị Đồng Ngô giết chết tại Mạch Thành. Khi ấy, Lưu Bị đang xem bản đồ địa hình Ích Châu. Lời của người đưa tin khiến ông ngây như phỗng. Sau khi xác định lại tin tức hết lần này tới lần khác, ông bèn rút bảo kiếm ra chém lên thớt. Hai mắt long lên sòng sọc như muốn lập tức giết chết Tôn Quyền. Quan Vũ chết không oan, Gia Cát Lượng không cần phải đau lòng. Về sau, việc Gia Cát Lượng lo lắng cũng vẫn xảy ra. Tuy Quan Vũ nhờ vào sức mạnh quân sự khiến cho Tào Nhân đang chiếm cứ vùng Tương Phàn phải cuống cuồng bỏ chạy, nhưng trên thực tế lại không hề đuổi được ông ta ra khỏi Kinh Châu. Lúc này, Tôn Quyền lo ngại Quan Vũ sẽ dẫn tướng sĩ Kinh Châu men theo đường sông, đánh xuống Giang Đông, cử hẳn sứ giả tới Kinh Châu xin kết làm thông gia, hy vọng con trai mình có thể lấy con gái của Quan Vũ, dùng cách kết thông gia nhằm suy đoán thái độ của Quan Vũ đối với Giang Đông. Cách trả lời của Quan Vũ lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ông không những không đồng ý việc kết thông gia, còn nói trước mặt sứ giả của Đông Ngô rằng con gái của hồ sao có thể gả cho con trai của chó. Việc này khiến Tôn Quyền mất hết mặt mũi. Sau khi sứ giả báo lại không sót từ nào lời lẽ của Quan Vũ cho Tôn Quyền, liên minh Tôn, Lưu đã hoàn toàn rạn nứt. Thậm chí Tôn Quyền còn lệnh cho đại đô đốc của Đông Ngô là Lã Mông đóng quân ở vùng biên giới Kinh Châu. Sau khi biết tin, Quan Vũ cũng san bớt quân ở tiền tuyến đến bố trí phòng thủ ở biên thùy Kinh Châu. Tào Tháo vốn bị Quan Vũ chèn ép gắt gao, sau khi nhận được tin tức, đột nhiên nghĩ ra một kế. Ông phái sứ giả đi sứ Đông Ngô, sẵn sàng lấy cả Kinh Châu để thể hiện lòng thành, đổi lấy việc phía Đông Ngô xuất binh tới Kinh Châu, hai bên cùng nhau chèn ép Lưu Bị. Sứ giả của Tào Tháo vừa mới trình bày kế hoạch, Tôn Quyền đã sốt sáng đồng ý. Vậy là hai bên cùng trao đổi sách lược, cuối cùng quyết định Tào Nhân sẽ giam chân đại quân của Quan Vũ ở Phan Thành, Đông Ngô thừa cơ đánh úp Kinh Châu, đợi sau khi Đông Ngô thành công sẽ đánh lên phía Bắc, cùng Tào Nhân bao vây tiêu diệt Quan Vũ. Cuối cùng, phân chia Kinh Châu. Quan Vũ đang chiến đấu ác liệt với Tào Nhân ở tiền tuyến, không hề hay biết Đông Ngô đã chấm dứt quan hệ với Thục Hán và cho xuất quân. Còn chưa giành được Phan Thành, đã nhận tin Kinh Châu rơi vào tay giặc, con đường vận chuyển lương thực đã bị cắt đứt. Trong phút chốc, tinh thần của binh sĩ Quan Vũ trở nên rối loạn, có vô số binh sĩ bỏ lại ông. Quan Vũ đành phải dẫn theo Quan Bình và thân binh phá vòng vây nhưng lại bị giết chết tại Mạch Thành. Tư tưởng của Quan Vũ bất đồng với Gia Cát Lượng, thậm chí gây nên tổn thất không thể bù đắp cho Thục Hán. Cho chính Gia Cát Lượng, Quan Vũ chết cũng không oan. Gia Cát Lượng hiển nhiên không cần phải đau lòng trước cái chết của ông. Gia Cát Lượng tuy là một văn nhân, nhưng tầm nhìn chiến lược, mưu lược của ông thậm chí có thể gọi là đỉnh cao của thời đại. Những đề nghị của Gia Cát Lượng đưa ra đều tốt vì xuất phát từ hoài bão lý tưởng và chức vụ của ông. Nếu như Quan Vũ chịu nghe lời khuyên, hoàn toàn thực hiện theo yêu cầu của Gia Cát Lượng, có lẽ Kinh Châu sẽ không mất. Thậm chí bản thân Quan Vũ cũng sẽ không chết. Khổ nỗi, tính Quan Vũ kiêu ngạo, tính cách này giúp ông trở thành một danh tướng, nhưng cũng là một khuyết điểm chí mạng của ông. Sau khi bị bắt, thậm chí còn không có cơ hội chống cự. Quả thật đáng tiếc. Quý vị thân mến, từ kết cục của Quan Vũ có thể nhận ra một người không những cần phải có năng lực, mà quan trọng hơn nữa là cần phải biết tiếp thu ý kiến. Quý vị nghĩ sao về cái chết của vị tướng Quan Vũ? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.